Lợi thế địa quân sự độc nhất vô nhị của Cam Ranh. Lịch sử quân cảng Cam Ranh, những bí mật không phải ai cũng biết. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, Vịnh Cam Ranh luôn đóng vai trò là một quân cảng quan trọng bậc nhất. Có lẽ trên toàn châu Á cũng khó có thể tìm thấy một quân cảng nào độc đáo và chiến lược như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Tuần báo của Trung Quốc từng viết và trích dẫn nhận xét của báo chí Mỹ rằng ai chiếm được Vịnh Cam Ranh, người đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc và kiểm soát được tuyến đường giao thông biển Á-Âu. Tuy nhiên, dường như cho đến ngày nay, phần lớn chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ về căn cứ này và nhiều người Việt vẫn chưa thực sự biết nước ta đang được sở hữu báu vật trời ban. Vậy những bí mật đó là gì và giá trị thật sự của quân cảng Cam Ranh thế nào mà lại khiến Mỹ, Trung và nhiều quốc gia hàng đầu thế giới phải thèm thuồng? Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong video ngay sau đây của tin tức 24 giờ TV. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bán đảo Cam Ranh kéo dài từ Bắc xuống Nam và được bao quanh bởi rất nhiều đảo lớn nhỏ, tạo nên một cảng nước sâu và tránh gió rất tuyệt vời. Bên cạnh đó, lối vào cảng hẹp và khu vực này còn được bao bọc bởi các dãy núi cao khoảng 400 mét. Chính vì vậy, không chỉ gió bão không thể xâm nhập, mà địa thế cao này còn cho phép kiểm soát dễ dàng toàn bộ khu vực xung quanh cảng. Điều này đã biến quân cảng Cam Ranh trở thành một pháo đài vô cùng lợi hại, khó công mà dễ thủ. Cửa vào vịnh Cam Ranh tuy nhỏ nhưng tổng diện tích mặt nước lên đến 98 km2 với độ sâu phổ biến từ 16 đến 25 mét, nơi sâu nhất có thể đạt 32 mét. Điều này cho phép vịnh có khả năng neo đậu đồng thời khoảng 40 tàu chiến cỡ lớn, bao gồm cả tàu sân bay. Nếu hệ thống tên lửa phòng không được bố trí tại vịnh Cam Ranh và các cao điểm xung quanh thì toàn bộ eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm khống chế của hỏa lực từ những tên lửa này. Ngoài ra, vịnh Cam Ranh còn có khả năng triển khai hệ thống giám sát điện tử để kiểm soát toàn bộ khu vực Bắc Ấn Độ Dương, vịnh Ba Tư, biển Hoa Đông và biển Nam Hải, tức biển Đông. Với những lợi thế tự nhiên rất thuận lợi cho quốc phòng và quân sự, cùng vị trí cận kề các tuyến đường vận tải biển quốc tế quan trọng, vịnh Cam Ranh đã từ lâu được hải quân các cường quốc coi là trung tâm dịch vụ hậu cần quan trọng. Sân bay quốc tế Cam Ranh với đường băng dài hơn 3.000 mét đủ khả năng đón các máy bay chở khách cỡ lớn. Sân bay này cũng có thể đáp ứng cho các máy bay vận tải hạng nặng như C-141, C-5 Galaxy, IL-76 và máy bay ném bom chiến lược B-52, TU-95 cất và hạ cánh. Từ năm 1905, Nga Hoàng, Pháp và Nhật Bản đã lần lượt tranh giành quyền kiểm soát vịnh Cam Ranh. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã chi tới hơn 300 triệu đô la để mở rộng Cam Ranh. Từ năm 1979, vịnh Cam Ranh trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Liên Xô ở nước ngoài, đồng thời đóng vai trò là tiền đồn để Liên Xô kiềm chế Trung Quốc và cạnh tranh với Mỹ. Tuy nhiên, do tình hình thế giới có nhiều biến động, từ năm 2002, Cam Ranh đã trở thành một cảng biển yên tĩnh và ít hoạt động. Nhưng kể từ đầu năm 2012, Cam Ranh bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã ghé thăm Cam Ranh, làm dấy lên tin đồn rằng Mỹ có thể sẽ trở lại Cam Ranh trong tương lai gần. Chưa dừng lại ở đó, vào cuối tháng 7 năm 2012, khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang thăm Nga, hai bên đã đồng ý để Nga thành lập một cơ sở sửa chữa tàu ở Cam Ranh. Từ đây, vai trò của Cam Ranh như một quân cảng đã được bộc lộ rõ ràng, mang lại nguồn thu tài chính lớn và trở thành một con bài chiến lược của Việt Nam trong quan hệ đối đầu với các quốc gia khác. Về mặt kinh tế, kể từ khi cảng này xuất hiện trở lại vào tháng 10 năm 2010, quan điểm của chính phủ Việt Nam về Cam Ranh vẫn luôn nhất quán. Biến cảng này thành một cảng biển cho phép tàu quân sự nước ngoài sử dụng nhưng với điều kiện phải trả phí. Cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, người đã từng đến thăm Cam Ranh vào năm 2005, bình luận rằng lần này Nga đến Cam Ranh để sử dụng chứ không phải để thuê. Ông cho rằng Việt Nam sẽ không cung cấp vịnh Cam Ranh cho bất kỳ quốc gia thứ ba nào dùng làm căn cứ quân sự và thái độ này của Việt Nam là không thay đổi. Rõ ràng, sự khác biệt giữa việc thuê và sử dụng là rất quan trọng. Thuê có nghĩa là bên thuê sẽ có đặc quyền sử dụng, trong khi sử dụng mang tính chất mở cửa hơn. Trong chuyến thăm Nga, ông Trương Tấn Sang cũng khẳng định rằng Việt Nam cung cấp cơ sở trên biển cho Nga, không phải là căn cứ quân sự. Nhờ có Cam Ranh, Nga đã đồng ý cho Việt Nam vay 10 tỷ đô la Mỹ, một nguồn tài chính quan trọng cho sự phát triển kinh tế trong nước. Đồng thời, mối quan hệ hợp tác về năng lượng, đặc biệt là hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí giữa Nga và Việt Nam
đã có những bước tiến đáng kể. Một quan chức ngoại giao giấu tên của Trung Quốc cho rằng Việt Nam đã rất khôn khéo trong việc sử dụng con bài Cam Ranh trong cuộc chơi với Nga và Mỹ. Di chứng từ cuộc chiến tranh Việt Nam khiến Việt Nam không thể cởi mở hơn với quân đội Mỹ, nhưng họ vẫn có thể sử dụng Cam Ranh để làm hài lòng Mỹ. Đồng thời, việc cho phép Nga trở lại Cam Ranh cũng có tác dụng cân bằng tâm lý tốt. Vị quan chức ngoại giao này nhận định rằng Cam Ranh có thể là trận chiến tương đối ôn hòa trong chiến lược trở lại châu Á mà cả Nga và Mỹ đều đang thực hiện. Tuy nhiên, trận chiến lần này đã được bày ngửa trên bàn và Cam Ranh từ thời bình đã là căn cứ bảo vệ và xây dựng đất nước từ năm 1979. Theo hiệp định được ký kết giữa nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Xô, cảng Cam Ranh được sử dụng làm căn cứ hậu cần với tên gọi chính thức là Điểm Cung cấp Vật liệu Kỹ thuật số 922PMT của Hạm đội Thái Bình Dương với diện tích khoảng 100 km² trong thời hạn 25 năm. Căn cứ này phục vụ cho một đơn vị thường trực chiến đấu mang tên Liên đội Tàu Chiến đấu số 17 của Hạm đội Thái Bình Dương. Đơn vị đầu tiên của Hải quân Liên Xô gồm 50 người đã triển khai trên bán đảo Cam Ranh vào tháng 4 năm 1980. 3 năm sau, một hải đoàn cơ động của Hạm đội Thái Bình Dương đã được bố trí tại đây, bao gồm các tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hành trình chống hạm Project 670, 675, 675MK. Tàu ngầm nguyên tử chống tàu ngầm chiến lược Project 659, 671. Tàu ngầm điện diesel tấn công thông thường Project 641 và lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước số 119 được trang bị tàu tuần dương tên lửa Project 1134B. Tàu khu trục tên lửa Project 956 cùng tàu hộ vệ tên lửa Project 1234. Dựa trên hiệp định ký kết giữa Liên Xô và Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 1984, hai bên đã ký hợp đồng xây dựng cụm đài radar số 3 là một công trình viện trợ không hoàn lại. Từ năm 1984 đến năm 1987, Tổng Công ty Xây lắp Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Eboren đã xây dựng tổng cộng 28 nhà ở và công trình chuyên dụng các loại. Vào thời điểm đó, tổng số người Liên Xô sống trong khu quân sự này là 6.000 người, bao gồm cả công nhân xây dựng. Theo thỏa thuận trong mục 71 của Hiệp định ký ngày 20 tháng 10 năm 1984, các công trình sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho phía Việt Nam sử dụng. Các hạng mục đầu tiên đã được hoàn thành từ tháng 12 năm 1987. Sau đó, các chuyên gia Liên Xô bắt đầu sử dụng theo hình thức thuê miễn phí. Có thể thấy rằng về cơ bản, các công trình do Liên Xô, Nga xây dựng ở Cam Ranh bao gồm khu nhà ở của trạm cung ứng vật tư kỹ thuật, trong đó có chỉ huy sở đơn vị 31350, doanh trại cho quân số biên chế, nhà ăn 250 chỗ, lò bánh mì, tổ hợp tắm hơi giặt là, câu lạc bộ, trường phổ thông số 183, 18 tòa nhà ở, kho tổng hợp lưu giữ và cấp phát vật tư, đội xe gồm cả xe chuyên dụng, vùng bến nhỏ, bể chứa ngầm có thể tích 14.000 mét khối dùng để chứa nhiên liệu, hai hầm lạnh dung tích 270 tấn dùng để chứa thực phẩm, 12 kho khung sắt chứa các loại vật tư khác nhau, hai bể lọc, giếng khoan, một dùng cho sinh hoạt, một dùng cho chiến hạm và các tàu hộ tống, trạm phát điện trung tâm công suất 24.000 kW cung cấp điện cho tất cả các công trình thuộc khu quân sự và của Việt Nam trên bán đảo. Khi từ biệt Cam Ranh, người Nga đã chở đi 588 người, 819 tấn hàng hóa, trong đó có 50 chiếc ô tô và xe chuyên dụng, 190 tấn dầu diesel, 133 tấn dầu mỡ các loại, vũ khí, đạn dược, cũng như tài liệu lưu trữ và tài liệu mật, bằng cả đường hàng không và đường biển. Đồng thời, người Nga bàn giao cho phía Việt Nam 57 tòa nhà và công trình thuộc căn cứ, 85 km đường dây tải điện lưới, 62 km đường điện cáp, 25 km công trình ngầm, 250 mét cầu cảng, sân bay và hệ thống quản lý kho. Những người Nga đã sống và làm việc ở Cam Ranh, như ông Ivanovich, đại tá quân dự bị, cựu binh Cam Ranh, đã kể lại rằng cho đến tận năm 1992, khi Liên Xô tan rã, thủ tục ra vào khu quân sự vẫn do phía Việt Nam quy định. Theo thỏa thuận, mỗi tháng chỉ cho phép 4 chuyến xe đi ra ngoài theo kế hoạch định trước với số lượng người hạn chế, chủ yếu dành cho thủy thủ hạm đội Thái Bình Dương. Đối với nhân viên kỹ thuật của trạm cung ứng vật tư kỹ thuật, việc ra ngoài khu vực tự do là vi phạm luật do nhiều yếu tố. Dù những người lính đã rời đi, hình ảnh của họ vẫn còn đọng lại mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. Vào thời gian cao điểm năm 1986, quân số tại đây lên tới 6.000 quân nhân, kỹ sư và công nhân Liên Xô, Nga. Liên Xô đã xây dựng khoảng 30 công trình bảo đảm tại đây, biến Cam Ranh trở thành căn cứ hậu cần lớn nhất của Hải quân Liên Xô ở nước ngoài, đối trọng với căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ tại Subic, Philippines. Vào năm 2001,
chính phủ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã nhất trí chấm dứt sớm thỏa thuận ký kết năm 1979 trước 2 năm, vào ngày 4 tháng 5 năm 2002. Đại tá chỉ huy trưởng Erin là người cuối cùng rời khỏi Cam Ranh, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài tại cảng này. Sau khi Nga quyết định rút quân khỏi Cam Ranh, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ra tuyên bố về quan điểm sử dụng cảng Cam Ranh trong tương lai, khẳng định rằng Việt Nam sẽ không hợp tác với bất cứ quốc gia nào để sử dụng cảng này cho mục đích quân sự. Việt Nam sẽ khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của Cam Ranh để phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2007, Hội đồng Xí nghiệp Liên doanh Việt Petro đã quyết định xây dựng tượng đài những người lính Nga ở Cam Ranh. Đây là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nga và khẳng định lại quan điểm nhất quán của Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2010, tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo rằng Việt Nam quyết định tự mình xây dựng cảng Cam Ranh bằng nguồn lực của chính mình. Cảng này sẽ trở thành một trung tâm cảng dịch vụ tổng hợp, đảm bảo phục vụ lực lượng hải quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam và sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho tàu hải quân của tất cả các quốc gia, kể cả tàu ngầm khi họ yêu cầu. Việt Nam sẽ cung cấp các dịch vụ như nhiều quốc gia khác đã thực hiện theo cơ chế thị trường. Đồng thời, Việt Nam cũng đang xem xét việc ký hợp đồng với các doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật cao và chuyên môn từ Nga để tư vấn, hỗ trợ xây dựng trung tâm cảng dịch vụ này. Việc tuyên bố xây dựng một trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật tại Cam Ranh mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội và du lịch của Cam Ranh. Đồng thời, quyết định này thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế. Nó thể hiện quan điểm độc lập, tự chủ và tính nhất quán của Việt Nam về tương lai của cảng Cam Ranh và đường lối đối ngoại, quốc phòng của đất nước. Điều này phù hợp với quan điểm 3-0 trong quốc phòng, trong đó bao gồm việc không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam và là biểu hiện sống động của đường lối phát triển kinh tế gắn liền với quốc phòng, an ninh của Đảng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã khẳng định rằng đây là một cơ sở làm dịch vụ hậu cần kỹ thuật cho tất cả các nước trên thế giới trên tinh thần bình đẳng. Đồng thời, trung tâm này không phải là một căn cứ quân sự nước ngoài, cũng không phải là cho nước ngoài thuê để làm căn cứ hậu cần kỹ thuật. Việc cho phép tàu thuyền của các quốc gia tiếp cận Cam Ranh vừa giúp Việt Nam khẳng định chủ quyền, vừa thể hiện cách tiếp cận đa phương hóa trong việc sử dụng cảng Cam Ranh và đảm bảo quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Giáo sư Kay Terrer, chuyên gia về Việt Nam và châu Á tại Học viện Quốc phòng Australia, đã đánh giá cao quyết định này của Việt Nam. Ông cho rằng hiện nay nhiều quốc gia quan tâm đến việc tiếp cận địa điểm chiến lược hơn là thiết lập căn cứ. Việc mở cửa vịnh Cam Ranh cho hải quân nước ngoài là một nước cờ xuất sắc trong chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam. Quý vị thân mến, quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào về vị trí chiến lược của quân cảng Cam Ranh? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để chúng ta có thể thảo luận thêm về vấn đề này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình phát sóng tiếp theo.